Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Án tham nhũng có 37 bị cáo nguyên là cán bộ diện trung ương quản lý. Thưa quý vị, các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 120 vụ án tham nhũng tiêu cực với 1.083 bị cáo, trong đó có 37 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 28 tháng 6, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, qua 10 năm thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong giai đoạn này, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Qua công tác thanh tra kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất, chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, từ sau khi Thường trực Ban chỉ đạo ban hành cơ chế chỉ đạo phối hợp phát hiện, xử lý các sai phạm qua kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, các cơ quan chức năng đã chuyển đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trước khi ban hành kết luận kiểm tra thanh tra. Con số này tăng hơn 3 lần so với các năm trước. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cũng cho biết, trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 19.546 vụ, với 33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ, với 33.037 bị can, xét sơ thẩm 15.875 vụ, với 30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, tội phạm về tham nhũng đã khởi tố điều tra 2.657 vụ với 5.841 bị can, truy tố 2.628 vụ với 6.199 bị can, xét xử sơ thẩm 2.439 vụ với 5.647 bị cáo. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, đã khởi tố điều tra gần 4.200 vụ với 7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, các tội về tham nhũng đã khởi tố điều tra 455 vụ với 1.054 bị can. Riêng Ban chỉ đạo đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo ở 3 cấp độ. Trong đó, Ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc. Các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 120 vụ án với 1.083 bị cáo. Có 37 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đặc biệt, thời gian gần đây đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Theo Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7%. Năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%. Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Số địa phương không phát hiện, khởi tố vụ án tham nhũng mới hàng năm có xu hướng giảm dần. Riêng năm 2021, 100% các địa phương đã khởi tố các vụ án mới về tham nhũng. Một số địa phương phát hiện, khởi tố vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên. Bên cạnh đó, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch. Nhiều vấn đề tồn tại trước đây trong công tác cán bộ đã được chỉ đạo giải quyết, chống chạy chức chạy quyền đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ. Trong 10 năm qua, đã có 8.445.300 lượt người kê khai tài sản, đạt 99,5%.
các bộ ngành địa phương đã tổ chức kiểm tra việc công khai minh bạch tại 78.108 cơ quan, tổ chức đơn vị. Qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh 1.068 đơn vị vi phạm. Thu phí ô tô không đặt nặng lời lỗ, khó nghe quá. Thưa quý vị, thu phí là nhằm tạo nguồn thu để đầu tư trở lại cho hạ tầng giao thông. Vậy mà ông phó giám đốc xí nghiệp dịch vụ công cộng lại cho rằng việc lỗ là do họ không đặt nặng lời lỗ. Nghe thật chói tai. Việc thu phí đỗ ô tô trên nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh do xí nghiệp dịch vụ công ích thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV dịch vụ công ích thanh niên xung phong tổ chức, sau khi cộng trừ các khoản thì riêng năm 2021 lỗ 8 tỷ đồng. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đức Tuấn, phó giám đốc xí nghiệp dịch vụ công cộng lý giải nguyên nhân chính do nhiều người đậu xe nhưng không trả tiền, trong khi lực lượng thanh niên xung phong chưa có quyền xử phạt. Nguyên nhân nữa, một số tuyến đường bị nhiều hộ kinh doanh chiếm dụng và cản trở thu phí. Bên cạnh đó, ứng dụng thu phí My Parking còn lỗi. Sự phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trong vấn đề gọi tài xế vào khuôn phép chưa nhuần nhuyễn. Cũng theo ông Nguyễn Đức Tuấn, việc tổ chức thu nhằm thực hiện chủ trương hạn chế xe vào nội đô, công ty xác định không phải để kinh doanh, không đặt nặng lời lỗ. Ông Nguyễn Đức Tuấn nói, để bù lỗ, chúng tôi phải huy động tiền từ nguồn khác, song do công ty đang khó khăn nên việc này ảnh hưởng thu nhập của một số bộ phận khác. So với mục tiêu chung của thành phố là đảm bảo trật tự, giảm ùn tắc các tuyến đường, số tiền lỗ gần 8 tỷ đồng không là bao nhiêu, bởi nhiều chủ trương lớn khác cần bỏ ra tới hàng ngàn tỷ đồng. Thưa ông Nguyễn Đức Tuấn, sự lý giải của ông nghe thật chói tai. Xét về mặt kinh tế, bỏ tiền ra đầu tư công nghệ, máy móc, trả lương cho người làm mà số thu thấp hơn nhiều lần, số chi thì đó là cách làm ăn không hiệu quả. Không ai hì hục đổ mồ hôi xới hẳn một mảnh vườn chỉ để tìm nửa củ khoai lang đủ dùng cho bữa trưa, vì sức lực người ấy bỏ ra thừa để kiếm khoản thù lao cho bữa tiệc nhẹ. Xét về mục đích, nếu là nhằm giảm ùn tắc và nâng cao ý thức tài xế mà chấp nhận bỏ tiền bù lỗ thì quá sang. Thu phí là để tạo nguồn thu, tiền ấy phải được đầu tư trở lại nhằm giảm thiểu những hạn chế về hạ tầng giao thông. Không ai ngược đời khi xử lý bất cập bằng việc tạo thêm sự bất cập. Một ý tưởng đóng góp cho giao thông thành phố tốt, nhưng cách thực hiện thì rườm rà nhiêu khê, lãng phí, không lường trước trở ngại thì rất khó để có lý do tồn tại thêm. Không đạt hiệu quả về kinh tế lẫn mục đích, phần nào được giải thích do sự vào cuộc của lực lượng chức năng chưa đồng bộ, nhưng cũng gián tiếp chỉ ra lỗ hổng trong phối hợp. Sự thiếu hiệu quả của hệ thống camera đường phố, cơ chế phạt nguội, tuần tra giao thông cũng là những dấu hỏi cần được giải đáp. Nhưng nói gì thì nói, thay vì nại lý do và đổ lỗi, hãy nhìn thẳng vào những mặt tồn tại, kém hiệu quả để từ đó có bài học kinh nghiệm sâu sắc, sự đánh giá tổ chức lại nghiêm túc, khoa học hơn. Như vậy mới là thái độ đối diện với sự thật mang tính cầu thị, thẳng thắn, đầy trách nhiệm. Trên hết, nên nhìn nhận sự việc dưới lăng kính hiệu quả thực tế để xử lý triệt để những bất cập. Đã đến lúc phải thẳng thắn với nhau rằng, nếu anh làm không hiệu quả thì hãy xin rút, chứ đừng lập luận kiểu đổ thêm dầu vào lửa như thế, dư luận khó chấp nhận. Tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại vô cùng cần thiết. Thưa quý vị, mặc dù trong những tháng vừa qua, số ca mắc COVID-19 và tử vong trên toàn cầu có xu hướng giảm, thế nhưng Tổ chức Y tế Thế giới vẫn nhận định COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn tái dịch và cảnh báo những biến chủng mới có thể làm tình hình dịch phức tạp và gia tăng trở lại. Thông tin về tình hình dịch COVID-19, vì tại nước ta trong cuộc họp báo tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được tổ chức chiều ngày 27 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, trong 2 tháng qua, Việt Nam đã ghi nhận 130.462 ca mắc mới và 63 ca tử vong. Nếu tính về tỷ lệ mắc mới, đây là tỷ lệ rất thấp, chỉ 0,05%. Chủng SARS-CoV-2 đang lưu hành tại nước ta là BA2, có những biểu hiện lâm sàng rất nhẹ. Với tỷ lệ tiêm chủng của người trên 18 tuổi, 12 đến 18 tuổi và thậm chí đang tiêm cho đối tượng từ 5 đến 12 tuổi, đang dần tiến đến mức độ tiêm chủng cao hơn. Chúng ta cũng đang có những chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao bằng hình thức tiêm chủng lưu động tại nhà, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, điều tra các đối tượng nguy cơ cao, đối tượng khi mắc dễ chuyển biến nặng, suy giảm miễn dịch được tiêm chủng đầy đủ. Những điều này đã giúp Việt Nam có thể khống chế được dịch bệnh hiện nay. Ông Lâm thông tin, thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc COVID-19 sẽ dần biến mất. Nhận định mới nhất từ WHO cho biết, COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn tái dịch và cảnh báo những biến chủng mới có thể làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng trở lại.
Thực tế, theo số liệu từ Bộ Y tế, trong tuần từ ngày 23 đến 29 tháng 5, so với tuần trước đó, tổng số ca mắc mới tại khu vực châu Mỹ tăng 9%, khu vực Trung Đông tăng 1%, tổng số ca COVID tử vong tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam tăng 18%, khu vực châu Phi tăng 15%, khu vực châu Mỹ tăng 13%. Ông Lân nhận định, những con số này có thể chưa phản ánh hết tình hình thực tế, vì nhiều quốc gia đã giảm đáng kể việc yêu cầu xét nghiệm cũng như công tác báo cáo không còn được chú trọng như giai đoạn trước. Bên cạnh đó, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em có xu hướng tăng lên tại một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Tại cuộc họp, thông tin về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 trong thời gian vừa qua, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, từ ngày 17 đến 26 tháng 6, tiến độ tiêm chủng đã tăng lên 2,5 lần so với 10 ngày trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn quốc đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho 44,4 triệu người và 3,4 triệu người đã được tiêm mũi 4. Thế nhưng theo bà Hồng, mặc dù đại dịch COVID-19 chưa kết thúc và còn nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nhưng rất nhiều người dân chưa xác định được tầm quan trọng của mũi tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Rất nhiều người cho rằng sau khi tiêm hai mũi cơ bản và đã mắc COVID-19 thì đã an toàn. Bên cạnh đó, nhiều người dân tin vào những thông tin không đúng và cho rằng tiêm vaccine mũi nhắc lại gây ảnh hưởng tới sức khỏe, dẫn đến tình trạng rất nhiều người dân từ chối tiêm mũi nhắc lại. Đây là khó khăn lớn nhất đối với công tác tiêm chủng. Thực tế, tại một số điểm tiêm chủng, cán bộ y tế đã đến tận nhà để vận động người dân đi tiêm chủng, nhưng tới ngày tiêm thì rất ít người dân đến. Trong khi đó, ghi nhận tại các điểm tiêm, phản ứng sau tiêm hầu hết đều là những phản ứng thông thường, tương tự như mũi tiêm cơ bản trước đó như đau đầu, đau cơ, mỏi. Về phản ứng nặng sau tiêm chủng, chỉ ghi nhận 3 trên tổng số 10 triệu mũi tiêm. Đây là số liệu rất thấp, thấp hơn so với số liệu của nhà sản xuất. Có thể thấy nguy cơ COVID-19 quay trở lại là hoàn toàn có thể, nên các biện pháp phòng chống dịch vẫn còn vô cùng hữu hiệu, đặc biệt là vaccine phòng COVID-19. Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định, vaccine phòng COVID-19 là yếu tố chiến lược và là yếu tố quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Một phân tích cụ thể đã được Bộ Y tế thực hiện. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 tới nay, Bộ Y tế ghi nhận trên 32.000 ca tử vong vì COVID-19 tại nước ta. Trong tổng số này, 52,8% là người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, 29,8% ca tử vong là người chỉ tiêm mũi 1 hoặc 2 mũi vaccine. Qua đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hiệu quả của vaccine phòng COVID-19. Ông Dương cũng cho biết thêm, ở thời điểm hiện tại, tiêm 2 mũi vaccine, thậm chí 3 mũi cũng là chưa đủ để phòng COVID-19, bởi lẽ hiệu lực của vaccine sẽ giảm theo thời gian.